Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ chiều nay, giá mỗi lít xăng tăng từ 170 đồng đến 260 đồng một lít. Giá mặt hàng dầu, trừ mặt hàng dầu mazut thì cũng tăng từ 220 đồng đến 300 đồng một lít tùy loại. Theo đó, sau điều chỉnh, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng RON 95 là 22.230 đồng một lít, tăng 260 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá 21.310 đồng một lít, tăng 170 đồng một lít. Dầu diesel có giá 19.640 đồng một lít, tăng 220 đồng một lít. Dầu quả giá 19.850 đồng một lít, tăng 300 đồng một lít. Riêng dầu mazut có giá 16.880 đồng một kg, giảm 400 đồng một kg. Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng từ quỹ này.